Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày toán 1, tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 76 ôn tập ở trong tiết số 2. Môn lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn và chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số gồm 70 và 8 đơn vị viết là số này sẽ là số 78, đáp án là A. Số chục viết trước, số đơn vị viết sau các em nhé, đáp án A. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 2. Kết quả của phép tính 58 trừ 27 là bao nhiêu? Bây giờ mình sẽ đi đặt tính. 58 trừ 27. Chúng ta trừ với số đơn vị trước. 8 trừ 7 bằng 1 viết 1 thẳng số đơn vị. 5 trừ 2 bằng 3 viết 3 thẳng số chục. Kết quả mình được là 31. Đáp án là C. Câu số 3. Buổi tối Hà dành 2 giờ để ôn bài và sau đó đi ngủ. Hà bắt đầu ôn bài lúc 8 giờ. Đồng hồ nào dưới đây chỉ thời gian Hà đi ngủ? Bạn ấy dành 2 giờ để ôn bài sau đó đi ngủ này. Bạn học lúc 8 giờ vậy thì bạn sẽ đi ngủ lúc mấy nhỉ? À lúc 8 cộng 2 tức là lúc 10 giờ các em nhé. 8 giờ cộng thêm 2 giờ là 10 giờ đấy các em. 10 giờ tức là kim dài chỉ số 12 và kim ngắn sẽ chỉ số 10. Đáp án mình chọn là D nhé. Tiếp theo chúng ta đến với câu trắc nghiệm 4. Hình vẽ bên được ghép bởi mấy khối hộp chữ nhật nhỏ nhỉ? Chúng ta cùng quan sát, chúng ta đếm nhé. Nào chúng ta cùng quan sát đếm với thầy, đếm từ trên xuống dưới nhé. Hàng trên này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11. Ta đếm lại nhé. 1, 2, đây không phải là khối hộp chữ nhật nhé. Ta sẽ đếm ở trên này chỉ có 2 thôi. 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy cái hình vẽ bên ấy được ghép bởi 11 khối hộp chữ nhật nhỏ đấy. Đáp án mình chọn là đáp án D. Tiếp theo chúng ta đến với câu trắc nghiệm 5. Hôm nay là thứ tư, còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật Hà. Vậy sinh nhật Hà là thứ mấy tuần này? Hôm nay là thứ tư này, thêm 1 ngày nữa là thứ năm này, thêm 1 ngày nữa là thứ sáu. Như vậy 2 ngày nữa sẽ là thứ sáu đấy. Đáp án mình chọn là B. Câu số 6. Bố Hà có một sợi dây điện. Bố cắt đi một đoạn dài 40cm thì sợi dây đó còn lại là 55cm. Vậy chiều dài lúc đầu của sợi dây điện đó là bao nhiêu cm? Thế thì bài này thì chúng mình có thể đi biểu diễn bằng dẫn thẳng nhé, để các em hiểu hơn. Thầy sẽ vẽ một cái đoạn thẳng để thể hiện cho cái sợi dây chiều dài lúc đầu, sợi dây điện lúc đầu này là bao nhiêu chúng ta vẫn chưa biết nhé. Hỏi chấm cm này. Thế thì sau khi bố Hà cắt đi một đoạn 40cm, đây là đoạn này là 40cm, thì đoạn dây điện còn lại là 55cm các em ạ. Đây là cái đoạn cắt đi này. Thế vậy làm thế nào để tính cái đoạn ban đầu? Chúng ta sẽ lấy 55 đúng không? Chúng mình cộng thêm cái đoạn đã cắt đi thì sẽ ra được rồi. Ta sẽ lấy 55 cộng 40. Ta đặt tính nhé. 5 cộng 0 bằng 5, viết 5 thẳng số đơn vị. 5 cộng 4 bằng 9, viết 9 thẳng số chục. Kết quả ta được là 9, 15. Như vậy chiều dài lúc đầu sợi dây điện đó là 95cm. Đáp án D. Chúng mình đã xong phần trắc nghiệm rồi. Tiếp theo thầy cho mình chuyển sang hai lớn phần tự luận. Thầy cho chúng ta đến với bài 1 đặt tính rồi tính. Các em nhớ nhé, khi đặt tính cộng trừ đấy thì ta phải đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau này. Sau đó mình thực hiện cộng trừ với số đơn vị trước. Phép tính đầu tiên 45 cộng 32. Rồi, ta đặt tính thẳng hàng rồi, số đơn vị thẳng số đơn vị rồi, số chục thẳng số chục rồi, dấu cộng viết giữa hai số này. Sau đó mình sẽ kẻ nét ngang. Rồi bây giờ mình sẽ cộng với lại số đơn vị trước. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7 thẳng số đơn vị. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7 thẳng số chục. Kết quả ta được là 77 nhé. Phép tính tiếp theo 32 cộng 36. 2 cộng 6 bằng 8, viết 8 thẳng số đơn vị. 3 cộng 3 bằng 6, viết 6 thẳng số chục. Kết quả mình được là 68. Chuyển sang phép tính trừ nào. 75 trừ 30. Chúng ta đã tính thẳng hàng này. Số đơn vị thẳng số đơn vị, số chục thẳng số chục, dấu trừ đặt giữa hai số, sau đó kẻ nét ngang.
Bây giờ ta trừ với số đơn vị trước. 5 trừ 0 bằng 5, viết 5 thẳng số đơn vị. 7 trừ 3 bằng 4, viết 4 thẳng với lại số trục. Kết quả ta được là 45. Viết tính tiếp theo. 62 trừ 40. 2 trừ 0 bằng 2, viết 2 thẳng số đơn vị. 6 trừ 4 bằng 2, viết 2 thẳng số trục. Ta được kết quả là 22. Viết tính cuối cùng nào. 37 trừ 5. Em nhớ được phải đặt tính cái số 5 này thẳng cái số 7 nhé, bởi vì nó là số đơn vị các bạn. 7 trừ 5 bằng 2, viết 2 thẳng số đơn vị. Hạ 3 viết 3, kết quả ta được là 32. Chúng mình đã xong bài số 1 rồi. Tiếp theo là bài 2, điền vào chỗ trống. Chúng ta quan sát bức tranh bên trái. Buổi sáng Kiên vẽ tranh lúc bấy giờ, ta thấy rằng kim dài chỉ số 12 rồi, kim ngắn chỉ giờ chỉ số 9. Như vậy ta sẽ đọc là 9 giờ. Buổi sáng Kiên vẽ tranh lúc 9 giờ nhé. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bức tranh bên phải nào. Buổi trưa Hà giúp mẹ nấu ăn lúc mấy giờ? Thì mình thấy rằng là kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ giờ chỉ số 11. Ta sẽ đọc là 11 giờ. Vậy buổi trưa Hà giúp mẹ nấu ăn lúc 11 giờ. Mình đã xong bài 2. Tiếp theo là bài 3. Bài 3, đo độ dài của mỗi chiếc bút chì dưới đây. Để làm được bài số 3 này thì thầy trò mình sẽ phải chuẩn bị cái thước thẳng cái nhé. Đây là cái thước thẳng của thầy này. Thì bây giờ cách chúng ta sẽ đo như sau. Chúng ta sẽ đo từ vạch số 0 nhé. Chúng ta đặt thẳng với lại cái đầu bút chì này. Em hiểu chưa nhỉ? Đó, cái đuôi bút chì đấy. Đấy, vạch số 0 nhé. Và đến đây chúng ta thấy rằng là ở đây cái đầu bút chì chúng ta đang viết ấy, thì ta thấy là nó chỉ số 11 đúng không? Vậy thì ta sẽ đọc là 11cm đây em. Ta sẽ điền số 11 vào nhé. Đó, ta sẽ điền ở đây là số 11 các em ạ. Tương tự thế với cái chiếc bút chì này, mình sẽ đo từ vạch số 0 này đến vạch số mấy các em? Ta thấy đây là vạch số 0 và đầu bút chì là vạch số 8 đúng không? Vậy ta sẽ điền đây là 8cm. Cái bút chì cuối cùng nào, chúng ta đo từ vạch số 0 nhé. Các em nhớ nhé, vạch số 0 này đến vạch số mấy đây? Đến vạch số 10, đúng chưa? Như vậy, nó sẽ là 10cm. Chúng mình đã xong bài 3 rồi. Tiếp theo là bài 4. Bài 4, đề bài như sau. Một chiếc thước kẻ bị gãy làm hai. Một nửa dài 10cm và một nửa dài 20cm. Hỏi chiếc thước kẻ khi chưa bị gãy dài bao nhiêu cm? Để tính độ dài chiếc thước kẻ ban đầu, ta sẽ lấy độ dài của hai cái nửa đó, chúng ta cộng lại đúng không? Chúng ta lấy 10 cộng với 20 thôi, phép tính 10 cộng 20. 10 cộng 20 mình nhẩm, ta lấy 1 chục cộng 2 chục là 3 chục, tức là bằng 30. Bây giờ mình sẽ trả lời là chiếc thước kẻ khi chưa bị gãy dài 30cm. Các em thân mến, vậy là vừa rồi thầy trò mình đã làm xong bài số 4, kết thúc bài tập hàng ngày 76 rồi. Và đây cũng là bài tập hàng ngày cuối cùng ở trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 1 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Cánh Diều. Thầy hy vọng rằng thông qua chuỗi video bài tập hàng ngày Toán 1 này sẽ giúp em chúng ta tự tin, chúng ta học tốt hơn. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.